vào vai cậu ba Hà Hoa trong Tiếng Sét Trong Mưa. Mặc dù thế, ngoài đời Cao Minh Đạt có đời tư kín đáo tiếng, nam diễn viên không tham gia nhiều game show, cũng hiếm khi sử dụng mạng xã hội. 5 năm Dâm Thìn Anh kết hôn với vợ Thanh Trúc, là người ngoài ngành nghệ thuật và thẩm mỹ và kém anh 8 tuổi, hôn lễ được tổ chức giản dị, không nhiều người hay biết. Bà xã cũng là tuyết người xuất sắc quán xuyến gia đình, đảm đang, nấu ăn rất ngon. Những món tôi thích như sườn ram, trứng chiên thịt bằm, canh chua, vợ đều nấu xuất sắc. Tôi nghĩ lũ ông nào vẫn muốn có người vợ như thế. Đặc biệt, cô ấy rất quan tâm đến nghề nghiệp và công việc của tôi bằng những hành vi nhỏ. Chẳng hạn, khi tôi phải đi quay sớm, sợ ông chồng ngủ quên, cô ấy sẽ canh giờ để đánh thức. Dù không làm trong nghề nhưng cô ấy rất hiểu và sát sao với tôi. Cao Minh Đạt bật về vợ. Sau 3 năm kết hôn, phương châm lớn nhất của vợ ông chồng anh là sớm có em nhỏ xíu cho vui cửa vui nhà. Bà xã giản dị, kín đáo tiếng của Cao Minh Đạt. Về cơ duyên gặp mặt gỡ, được biết đầu xuân năm mới 2013, nam diễn viên gặp mặt được vợ của bản thân mình khi cùng bạn tới quán ăn ở đường Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã mến từ cái nhìn trước tiên khi nhìn thấy Thanh Trúc, cô nàng kém anh 8 tuổi. Cả hai trao đổi số điện thoại, chuyện trò suốt 1-2 tháng mới gặp mặt. Sau 3 năm yêu, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Cao Minh Đạt mến vợ ngay từ cái nhìn trước tiên, cặp đôi về chung một nhà sau 3 năm chung sống. Bà xã Cao Minh Đạt kém anh 8 tuổi, không vận động nghệ thuật và thẩm mỹ.